Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Tý trưởng thành, tự lập sớm hơn những người khác, vì vậy cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định, sự nghiệp vững chắc. Họ khéo léo trong cách giao tiếp và ham học hỏi. Điều đó giúp tuổi Canh Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. Những người này cả đời sống trong an nhàn, càng về già càng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý có cái tôi khá cao, họ coi trọng danh dự và phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ. Nếu như ai cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, tuổi Canh Tý sẽ đáp trả dữ dội. Với gia đình, bạn bè, những người tuổi này luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ và sẵn sàng chia sẻ của cải, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Canh Tý đã 61 tuổi. Ở độ tuổi nghỉ hưu, rời bỏ công việc quen thuộc để trở về bên gia đình, chăm lo cho người thân, con cháu trong nhà. Cũng ở độ tuổi này thì điều mong muốn nhất đó là sức khỏe. Có sức khỏe mới có thể chăm lo cho gia đình. Không giống như năm 2020 chịu sự kìm kẹp của thái tuế, khiến sức khỏe của bản mệnh luôn bị ảnh hưởng, ốm đau triền miên. Sang năm 2021, con giáp sẽ được quý nhân che chở sức khỏe, hóa giải các nguy cơ hung hiểm về sức khỏe. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Canh Tý sẽ xảy ra những điều gì? Cuối chặng đường sự nghiệp và công danh của tuổi Canh Tý có gặp khó khăn hay trắc trở nào hay không? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Canh Tý trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Tuổi Tý thực sự là những người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Tuổi Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Tuổi Tý nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm bất cứ công việc gì, họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý. Tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua kém bất cứ một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Chính vì tính tham công tiếc việc đó mà ở độ tuổi trung niên họ vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Tuổi Canh Tý bước sang năm 2021 đã 61 tuổi. Tuổi này vừa vượt qua một năm 2020 không mấy thuận lợi. Vận thế trong năm Tân Sửu sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Về mặt công việc, mặc dù bạn không còn quá nhiều không gian để thăng tiến, nhưng cục diện quan ấn tương sinh vẫn đem tới sự ổn định. Nam mạng tuổi Canh Tý thuận lợi bước qua ngưỡng cửa về hưu. Vận tiền bạc sẽ gặp chút may mắn về các trò chơi có thưởng, đố vui. Mặt sức khỏe thì cần chú ý không nên lo lắng quá sức, nên dưỡng tốt thân tâm, chủ yếu là tinh thần, phải thư thái. Tử vi tuổi Canh Tý, nữ mạng tạo thành bố cục Tý Sửu tương hợp, quan ấn tương sinh. Năm nay đã 61 tuổi, lúc này sự nghiệp và tài vận sẽ có chiều xuống dốc. Đây là hiện tượng bình thường trong quy luật cuộc sống. Về tình cảm và sức khỏe thì sẽ hướng tới mặt tốt để phát triển. Sự nghiệp nữ tuổi Canh Tý xuất hiện tình trạng chuyển biến rõ nét. Ở giai đoạn nghỉ hưu nên lấy việc nghỉ ngơi làm chủ. Tài vận bình thường, vận tài chính ổn định, cuộc sống đủ đầy. Năm Tân Sửu không thích hợp với việc đầu tư, chơi các trò may mắn về tiền bạc. Về mặt tình cảm thì thuận lợi, cảm xúc sâu sắc, nhưng với nữ mạng thì nên lưu ý sự thay đổi trong quan hệ với con cái.
Về sức khỏe, nữ mạng tuổi Canh Tý nên cẩn trọng, nên chăm tập thể dục và khống chế cảm xúc thật tốt. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Canh Tý sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Canh Tý qua tất cả các phương diện. Tử vi tuổi Canh Tý nam mạng mà sự nghiệp gặp quan ấn tương sinh, công việc ổn định. Dù đã bước vào ngưỡng cửa nghỉ hưu nhưng nam mạng Canh Tý vẫn mong mỏi được làm việc, được cống hiến. Tuy vậy, vì tuổi tác đã có nên dần chút bỏ gánh nặng, chuyển giao công việc cho người thừa kế, bằng không bản thân sẽ thêm vất vả. Đến ngưỡng tuổi này, người tuổi Canh Tý có thể coi là đã có chút thành tựu trong tay nên yên ổn với cuộc sống về hưu. Đặc biệt, trong công việc không nên can thiệp quá sâu vào suy nghĩ và quyết định của người khác. Nếu như cảm thấy cuộc sống quá vô vị, bạn có thể giúp đỡ con cháu việc nhà, dạy dỗ hậu bối. Còn đối với tử vi nữ tuổi Canh Tý, về mặt sự nghiệp gặp quan ấn tương sinh, Tý Sửu lục hợp khiến công việc hợp tác gặp thuận lợi. Tuy nhiên, do tuổi tác đã cao lại đã nghỉ hưu nên sự nghiệp không có dấu hiệu thăng tiến. Năm nay, người tuổi Canh Tý không nên lao lực, vất vả vì công việc. Một mặt do con cái ngăn cản, mặt khác do tuổi đã cao, sức đề kháng không còn được như trước. Tuy nhiên, nữ mạng Canh Tý vẫn một lòng muốn phấn đấu, lại không thích ngồi không. Năm 2021 có thể thử bán hàng nho nhỏ, có thể không thu về thành công lớn, nhưng ít nhất không khiến bạn nhàn rỗi. Để có thể kích tài lộc và tăng may mắn trong sự nghiệp, thì con giáp hãy mang theo bên mình pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh hoàn thành con đường sự nghiệp một cách tốt nhất và rực rỡ nhất. Đồng thời, khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1960. Về mặt tình cảm, tử vi tuổi Canh Tý năm 2021 nam mạng mặt tình cảm không có gì thay đổi quá lớn, gia đình hòa thuận, bình yên. Dù đôi lúc hai vợ chồng già không tránh khỏi cái cọ, đấu khẩu như rồi cũng qua rất nhanh. Điều quan trọng là quan hệ của bạn với con cái cần được chăm chú chăm sóc hơn. Quan niệm sống khác biệt sẽ gây nhiều mâu thuẫn, không nên kiểm soát tiền bạc của con cái, bằng không gia đình sẽ xuất hiện rạn nứt, điều không vui. Sinh nữ tuổi Canh Tý về mặt tình cảm không gặp họa hạn gì lớn, vì thái tuế không phải đào hoa tinh nhưng hình thành vận đục hợp. Chuyện tình cảm đã qua phân nửa cuộc đời, đôi bên càng thêm thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng tình cảm với con cái lại có phần yếu đuối, mỏng manh. Bạn nên nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với con cái của mình. Con cái cũng nên dành thời gian ở bên cha mẹ mình và các dịp lễ quây quần bên nhau sẽ giúp tình cảm thêm nồng ấm. Để có thể cải vận tình duyên trong năm nay thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên, hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng năm 2021, bản mệnh và gia đình sẽ có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc và không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Canh Tý năm 2021, mặt bình an có thiện ấn lộ ra là Cát Tinh. Bố cục này giúp người này hóa giải các nguy cơ hung hiểm về sức khỏe. Hung tinh thất sát đe dọa mặt sức khỏe, áp lực nhiều. Công việc dù không phải lao lực nhưng suy nghĩ nhiều cũng khiến bạn hoang mang, dễ suy sụp. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Sao chiếu mệnh. Thứ nhất, nam mệnh. Tử vi tuổi Canh Tý nam mệnh, sao chiếu mệnh là Thái Âm, chủ vận thế làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông, đặc biệt là vào tháng 9.
Tuy nhiên, tháng 11 âm lịch thì nam mạng Canh Tý cần thận trọng về mặt sức khỏe, sẽ sinh bệnh tật. Tử vi tuổi Canh Tý nam mạng sao chiếu mệnh là thái âm cần hóa giải bằng cách mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch dùng 7 đèn cầy, nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính tây mà khấn vái. Nguyệt cung thái âm, hoàng hậu, tinh quân thì sẽ giảm nhẹ bớt phần nào. Thứ hai, nữ mệnh. Tử vi tuổi Canh Tý nữ mạng có sao chiếu mệnh là thái bạch. Người bị sao thái bạch thường kỵ tháng năm, tuy nhiên có cát, có hung. Nữ mạng Canh Tý thì gặp nạn về sức khỏe hay đau ốm, vận sự nghiệp, tiền bạc thì thận trọng họa tiểu nhân và cạnh tranh cao. Để hóa giải, người tuổi Canh Tý nữ mạng mỗi tháng vào ngày rằm 15 âm lịch dùng 8 cây đèn cầy, nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính tây mà khấn vái. Tây phương Canh Tân, Kim Đức, Tinh Quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.